Chào mừng tất cả các bạn đến với buổi học phát âm theo nhu cầu. Phần tiếp theo đó là phần 3. Trong phần này chúng ta có 29 mục từ các bạn nha. Cái mục từ đầu tiên nó là education. Education. Mình nghe thử trước các bạn. Education. Education. Có hai cách đọc. Thật ra là có 3 cách đọc, thêm giọng Anh nữa là 3 các bạn nha. Bây giờ thì ở đây nè, nó có cái phiên âm này, tôi nghĩ đây là phiên âm của Anh ha. Bây giờ tôi chuyển sang cái từ điển Cambridge để hướng dẫn cho các bạn vừa Anh vừa Mỹ xem như thế nào các bạn nha. Đây các bạn, education, education các bạn thấy nè, cái phiên âm đầu tiên á, dĩ nhiên nó dùng cái âm j này, education. Education là sờ dài nha. Education. Tuy nhiên đó, nó có một kiểu phiên âm nữa là âm thay vì là âm thì là ju. Nó giống như chữ ua vậy đó mà cực ngắn. Education. Nhấn vào âm tiết thứ ba, trọng âm phụ nhấn vào âm tiết đầu tiên là edu hay là education. Education. Tuy nhiên trong tiếng Anh đó các bạn, trong tiếng Anh đó là cái nó đọc là edu là âm đờ thôi. Education vẫn là cation đấy, nhưng mà là edu. Mình nghe giọng Mỹ nè các bạn. Education. Tôi thích đọc là edu hơn giờ. Đúng cái phiên âm trên đây nè các bạn. Education. Mình nghe giọng Anh thử. Education. Nghe cũng là education gì đó các bạn ha, nhưng mà giọng Anh gốc là education. Tôi nghĩ là các bạn cũng nên tập cái giọng Mỹ cho cái từ này đi ha. Education. Bây giờ mình quay về cái bài học của mình nha các bạn. Mình nghe thử nè. Education. Tại sao tôi dùng cái này là tại vì bên này nó cho phép mình đọc lại để thử cái giọng của mình được các bạn. Bây giờ mình đọc thử xem nha. Education. Đó, các bạn vào đọc thử xem bao nhiêu lần các bạn đọc đúng. Nếu các bạn đọc không đúng, chia sẻ lên diễn đàn thảo luận Lang Kingdom nha các bạn. Tôi thấy diễn đàn rất sôi động rồi, mỗi ngày có rất nhiều người lên hỏi từ này đọc thế nào, từ kia đọc thế nào. Và cũng có rất nhiều người giúp trên đó. Education là giáo dục các bạn, hay giáo dục hoặc là một nền giáo dục vậy đó. Rồi cái từ thứ hai, ở trong chương trình này mình chú trọng cái việc tập phát âm thôi nha các bạn. Tập phát âm thôi, cho nên là tôi không đi vào nghĩa, cũng không có đi vào ngữ cảnh nha. Chỉ tập phát âm thôi. Lần trước tôi quên nói với các bạn là các bạn gõ cái tên tôi ha. Gõ cái tên tôi trong cái mục từ điển đó, vào cái mục từ điển để tôi quay trở ra cho các bạn thấy. Cái mục từ điển nằm dưới đây nè các bạn. Các bạn thấy từ điển không? Có nhiều người vào Lang Kingdom mà không biết từ điển nằm ở đâu. Từ điển nằm ở đây. Hoặc là các bạn bấm vào cái menu này nè. Ở trong đây nè các bạn, từ điển nó nằm ngay chỗ đây. Mình bấm vào từ điển là nó sẽ mở cái từ điển lên các bạn ha. Bây giờ bấm vào đây cũng được. Mình tắt menu đi. Tôi thích bấm vào chỗ này hơn. Bấm vào một từ điển này, từ điển nó nhảy lên. Đó, từ điển nhảy lên cái chỗ này để tìm kiếm. Các bạn gõ cái tên tôi viết liền luôn ha. Tại vì đó tôi cũng thương lượng với Lang Kingdom á, là cho tôi một cái mục nào đó mà tại đó tôi có thể tạo ra các cái bài giảng của tôi được. Tuy nhiên là tôi dùng tất cả các cái câu từ trong Lang Kingdom, mà Lang Kingdom là chương trình thu phí, cho nên là họ không có cho miễn phí những cái tôi tạo ra. Tuy nhiên tôi dùng cái đó đó, tôi dạy trên YouTube thì ổn, tôi không có bị kiện cáo gì. Cho nên là tôi dùng nó để đưa lên hướng dẫn các bạn trên YouTube. Còn nếu các bạn muốn học đầy đủ thì các bạn mua cái app Lang Kingdom làm cái giáo trình học cùng tôi cũng được các bạn nha. Là có rất nhiều thứ mình cần phải học. Các bạn gõ vào cái tên Thắng Phạm nào thấy không? Thắng Phạm viết liền nha, viết liền. Rồi, nó ra cái mục từ Thắng Phạm riêng biệt nè. Nếu các bạn thích á, các bạn có thể bấm vào đây nghe thử coi nó là cái câu gì. Mr. Thang Pham, a handsome English teacher. A handsome English teacher. Nói nghe chơi thôi các bạn nha. Đó, có nghĩa là vào cái từ đấy rồi các bạn vào cái mục học chuyên sâu này nè. Mục học chuyên sâu, bấm vào đây thì các bạn sẽ thấy các danh sách mà tôi chia sẻ nó nằm bên dưới. Các bạn thấy đây là phát âm theo yêu cầu phần 3. Còn cái phần 2 nó nằm bên dưới nè các bạn. Hay là cái bài giảng của tôi về nhầm lẫn giữa thì đơn và thì hoàn thành nó nằm ở đây, đúng không? Rồi Phát âm theo yêu cầu phần 2 nó cũng nằm ở đây. Các bạn chỉ cần đơn giản bấm mở cái danh sách lên thôi ha. Bây giờ mình mở lên cái danh sách phát âm theo yêu cầu phần 3 là cái mình đang học. Rồi, cái từ thứ hai là experience. Cái từ này nó không khó đọc, tuy nhiên là nó lạ lắm nha các bạn. Nhìn vào phiên âm. Âm đầu tiên là e, âm tiếp theo là cờ, e, mà chưa phải là âm tiết cuối cùng, cho nên là chưa rơi cái âm cờ xuống. E, giữ âm cờ lại e. Để xì ra mess. Experience, ear. Cái âm này nó là âm ear, cho nên luôn luôn á, nó xuất hiện ở đâu cũng phát là ear, ear như thế. Experience, 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 experience. Đọc thử nữa các bạn. Experience. Yeah, các bạn thấy không? Experience. 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 Đọc không được thì chia sẻ lên đây hỏi trên diễn đàn nha các bạn. Rồi, cái từ này thì lại các bạn thấy nè, âm đầu tiên là âm ờ. Tôi hướng dẫn cho các bạn để đọc được từ điển luôn nha. Nhìn vào đây nó là âm ờ thì đọc là ờ. Appear, ear, ear, âm ear và có âm r cho nên nó là ear, ear. Appear, 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 nhấn vào âm tiếng thứ hai, appearance, rance, appearance, 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 appearance. Đọc thử các bạn. Appearance. Yeah, appearance, appearance. Từ này mọi người đọc dễ sai nè. Dễ sai là sao? Tại vì đó nó là cái từ nối giữa hai từ, một là extra, thứ hai là ordinary, ordinary. Từ này là 4 âm tiết nha. Ordinary, ordinary, ordinary. Đôi khi nó nhấn vào âm tiết đầu tiên, ordinary, ordinary, ordinary. Nhưng từ đầu tiên là extra, extra. Mình tưởng là hai cái từ đấy ghép lại thì mình đọc là extraordinary. Không phải các bạn. Khi ghép lại nó biến cái âm thành cái âm khác. Mình phải đọc cho đúng. Nó giống như chữ experience bên trên vậy đó. Này nè. Rồi. Tới âm xì nha. Nhấn vào âm tiết thứ hai. Extra. Or. Store. Extra. Nhấn vào âm tiết thứ hai thôi. Còn lại cho nó xuống hết. Extra. Ordinary, extraordinary. Cái âm ear này nè, nó hay biến thành âm gió lắm. Âm extraordinary cũng được, nhưng các bạn đọc là ordinary đi hay hơn. Extraordinary, extraordinary, ordinary, nary nha. Ne, đừng có bỏ âm đó, đừng có biến thành âm ngay chỗ đây. Nó là âm e thì đọc âm e. Extraordinary, 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 extraordinary. Nghe thử các bạn. Extraordinary, extraordinary. Đôi khi cái chữ ek này nè các bạn, người ta đọc thành chữ ek, bởi vì cái âm e đứng ở đầu đó. Người ta đọc e cũng được mà đọc e cũng được ha. Extraordinary hay là extraordinary. Mình đọc thử nha các bạn. Extraordinary. Rồi, cái này là một cụm từ. Một cụm từ mình nói trước tiên là, thay vì mình nói first đó, thì mình nói là first of all. First of all, first of all. Nguyên cái cụm này không có phiên âm. Sao lại thiếu phiên âm đây? Nhưng mà tôi chỉ cho các bạn cái chữ first. Nguyên âm chính là âm ơ dài. Fur, first, first. Đừng có nói tiếng Việt nha. First, first không có được, mà là fur, fur, first, first of, âm và v, first of, âm v cuối, first of all, first of all, first of all. All là âm a dài và âm l. All. Còn âm o là o, còn âm a là o, O. O. Âm A xong rồi chuyển lưỡi về vị trí của âm L là âm O đấy. O. O. Đừng đọc là on. On. On là từ on rồi. Còn này là O. O. First of all. 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 Cố gắng tập nối nó vào luôn, bởi vì đó nó đi liền với nhau không à. First of all. First of all. Trước hết thì mình định nói gì đó. Trước hết tôi muốn nói là, thì first of all I'd like to say. Yeah, first of all. Đọc thử các bạn. First of all. Mình so sánh với giọng của giáo viên xem nha. First of all. First of all. First of all. First of all. Nghe lại giọng mình xem. First of all. First of all. All. First of all. First of all. Vậy nha các bạn, trước tiên là. Rồi tới đây. Most of all. Most of all. Nghe thử trước các bạn. Most of all. Most of all. Most, âm giữa là âm O. O các bạn. O. O. Sau các cụm thì nó không có phiên âm ha. O. Mo. Most. Âm O nha, đừng đọc là most. Most nha. Most là âm O rồi, còn này là O. Mo. Most. Most. Most of. Most of giống như chữ of bên trên. Most of all. Most of all. Most of all. First of all. Most of all. First of all. Most of all. Most of all. Là hầu hết tất cả. Most of us. Hầu hết tất cả chúng tôi. Còn này most of all là hầu hết tất cả. Most of all. Most of us. Most of us. Most of them. Most of them. Hầu hết bọn họ. Most of. Most of. Most of. Đừng đọc là most of. Most of là cái gì? Chữ most nó còn âm t nữa mà. Mà nó đâu phải chữ most, mà nó là chữ most. Nó không phải chữ o mà là most. Most of. Không được. Most of. Most of all. Most of all. Most of us. Most. Most. Đọc thử nè các bạn. Most of all. Rồi. Ở đây cũng vậy. Âm cuối đó là âm sờ tờ. Best. Best. Best of. Best of all. Best of all. Best of. Best of. Best of. Best of all. Best of all. Best of all. Best of all. Đọc thử luôn các bạn. Best of all. Yeah, best of all. Most of all. Yeah. Đây, từ này. Đây, nó dùng âm O dài các bạn. O, chứ không phải là A đâu nha, mà là O. For. Form. Thường thường đó các bạn đọc cái từ này mà nó bị sai là tại vì các bạn đọc âm O tiếng Việt. Form. Form làm sao mà ra. Đó là O. O. Tròn cái môi của mình nhưng hơi từ trong cổ. Or, form. Mình nói chữ form thì cái giọng mình tự nhiên nó nghe ồm ồm. Còn nói chữ form thì sao mà nghe ồm được, cho nên giọng đâu có giống được các bạn. Form, nghe thử nè. Form, có phải không? Form. Đọc thử các bạn. Form. Yeah, nhiều khi cái âm phờ đó máy nó không nghe ra đâu các bạn ha. Tại vì cái hơi gió đó các bạn phải kê cái miệng mình gần cái microphone đó thì nó mới nhận ra. Còn tôi hơi xa, cách gần cả mét lần, cho nên là nó không nghe rõ lắm. Cho nên nó nhận diện những âm phờ này nè rất là dễ sai. Form các bạn ha. Form là một cái hình thức, một cái hình thái nào đó, một cái thể nào đó các bạn ha. Rồi. Đây, cái từ này nó là form. Âm A dài. Ở trên đó là âm O dài. Form. Còn này là form. A, form. Khác nhau một chút các bạn nha. Đọc thử nè các bạn. Form. Vẫn như thế các bạn ha. Kê miệng mình gần microphone một chút, tại vì âm phờ rất khó nghe. Form. Yeah các bạn. For. or, for. Các bạn thấy nè, cái từ này đó cũng phiên âm là or, đúng không? Còn cái từ dưới đây đó phiên âm giống nhau. Khi các bạn gặp hai cái từ này, khi các bạn nói là ủa hai từ này làm sao phân biệt? Mình chỉ phân biệt nó trong câu thôi các bạn. Giống như mình nói cái từ ba đi. Ba là số 3 đúng không? Rồi ba trong giọng miền Nam Việt Nam đó cũng là bố đúng không? Ba là bố. Người ta gọi ba là bố, gọi bố là ba đó. Rồi cái chữ ba đó cũng là quán ba đúng không? Như vậy thì ba nghĩa như thế làm sao mình phân biệt? Được các bạn, mình chỉ phân biệt trong ngữ cảnh thôi chứ mình tự nhiên nói từ ba thì ai biết đó là từ nào. Thì trong tiếng Anh nó cũng vậy thôi. Làm sao phân biệt được nếu như nói từ for? Cái mình tưởng đâu là mình muốn phân biệt trong trường hợp đó để làm chi? Tại vì nó là từ đơn lẻ mà ai mà đố kiểu đó mà phân biệt. Đúng không các bạn? Như vậy thì đồng âm, phiên âm giống nhau, đồng âm luôn. Tuy nhiên đó, ở trong câu đó thì cái từ for này nè là số 4 đó, người ta phát tròn âm. Có nghĩa là ở thể strong form để ai cũng biết đó là từ for, rất rõ là số 4. Còn trong câu đó, đôi khi người ta đọc chữ for này nè thành chữ phờ. Yeah, nó khác nhau chỗ đó. Nhưng mà không phải lúc nào người ta cũng đọc phờ và for. Lúc nào người ta cũng có thể đọc for giống nhau được hết. Như vậy thì sao phân biệt các bạn? Thì vậy thì trong trường hợp mình nói về số thì nó là số. Còn trong trường hợp mà chẳng qua là mình dùng nó như là một giới từ gì đó thì lúc đó đó nó mang nghĩa của cái từ bên dưới này. Đúng không? Cho nên là trong ngữ cảnh mình phân biệt được hết à. Đừng có lấy cái từ đơn lẻ ra mà đố người khác. Tôi đố các bạn tôi đang nói gì? Ba. Ý tôi đang nói gì? Làm sao các bạn phân biệt được? Các bạn nói đi, các bạn nói à là thầy đang nói ba là bố đấy. Không, tôi nói ba là quán ba. Rồi các bạn nói à vậy là thầy đang nói quán ba. Không, tôi nói ba là số 3. Như vậy thì sao mà các bạn phân biệt được? Trong tiếng Anh cũng đừng có hỏi như thế. Từ đơn lẻ không có phân biệt làm gì hết á. Có nghĩa là từ đơn lẻ đó mình cũng không cố là làm sao để nhận biết rõ cho bằng được nó. Bởi vì đưa vào ngữ cảnh nó mang nghĩa là mình biết liền các bạn nha. Như vậy thì đọc giống nhau thì trong hai trường hợp này chỉ nên đọc for là giống nhau thôi. Thử nè các bạn. For. Đấy ha. Nó tròn âm là o dài, có âm r cuối, for, xong nó rơi xuống dấu huyền, for. Ở dưới đây cũng vậy các bạn. For. Ha, giống nhau thôi cho nên là không cần phân biệt, không cần phải thắc mắc gì hết ha. For là for, trừ khi trong câu đó người ta nói nhanh cái này là for. Yeah. Nhưng mà never mind, đừng quan tâm đến chuyện đó. Rồi, cái từ này nè các bạn, nó bắt đầu bằng âm G và R. G, R. Nhưng mà trong cùng một hơi đúng không? Âm giữa là U dài. U. Grew. G, Grew. Phát âm U xong rồi, cái hơi của âm U còn lại đó, ngậm miệng lại tạo thành âm P. Group. Nghe thử nè các bạn. Group. Đọc thử luôn nha. Group. Yeah, đó các bạn, group. Rồi, âm gr cho nên là đôi khi đó nó cũng hơi gây khó cho người Việt mình. Group, mình đọc nó không có rõ lắm đâu. Bản thân tôi nói thì người ta nghe được. Tuy nhiên là để cho máy nó chấm chính xác 100% đó, thì đôi khi ngay chỗ đây đó, cái giọng của tôi nghe cũng không có trong trẻo bằng cái giọng của người nước ngoài. Group. Hay là chữ great là vĩ đại đó các bạn. Great, it's great. Great to see you. Chữ great đó thì nghe thì thấy nó hay như vậy đó. Nhưng mà đôi khi đọc cho máy nó chấm nhiều khi nó không nhận ra cái sự tinh tế, cái khác một chút của cái âm gr bản xứ này nha. Yeah. Cho nên là các bạn cũng đừng có phân vân chữ này mình đọc không đúng nha. Mọi người đều thế thôi. Nó có cái đặc điểm ngôn ngữ mà các bạn. Dù sao nếu mình sống từ sinh ra ở một cái nơi như Mỹ hay Anh á, thì giọng của mình là giọng bản xứ hoàn toàn. Còn nếu mình mà đi từ những năm như 8, 9, 10 tuổi gì đó thì giọng của mình vẫn lai giọng tiếng Việt như thường ha các bạn ha. Rồi, group, âm U dài, group. Rồi, cái từ này đó là nói là âm Y ngắn là âm e, phía sau nó là âm r. Trong tiếng Anh thì hay phát âm r, nhưng mà trong tiếng Mỹ nó là cái âm r của cái âm r. Cho nên nó là ear. Mình nói chữ ear xong cái tàn hơi của âm ear đó, mình kéo lưỡi về ở vị trí của âm r. ear, 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 here, here. Nhưng các bạn nhớ là âm ngắn thì đừng có kéo dài, nó là here thì máy nó không hiểu đâu, mà là here, here, âm ngắn mà. Tôi tập cho các bạn đó thì tôi kéo dài cho các bạn thấy cái sự chuyển âm từ âm này sang âm kia. Tuy nhiên đó, khi các bạn nói giọng bình thường thì phải nói theo giọng bình thường của tôi. Here, 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 here. I can't hear you. Tôi không thể nghe bạn được. I can't hear you. Here. Yes, I can hear you now. I can hear you, hear you, here. Hear you now. Here, here, here. Nha các bạn ha. Đọc thử. Here. Và cái từ này nè các bạn, phiên âm giống y chang như cái từ trên. Các bạn thấy không? Phiên âm giống y chang là đọc giống y chang thôi. Mặc dù cách viết giống khác nhau, nghĩa khác nhau, nhưng phiên âm y chang, đó là từ đồng âm. Giống như tôi nói vừa nãy đó các bạn, làm sao mà nghe một cái âm thanh đơn lẻ mà phân biệt đó là từ nào được? No way you can do that. Nha các bạn ha, không có cách nào làm được việc đó đâu. Như vậy thì ở đây cũng là here. Ở trên động từ nghe, ở dưới here là ở đây là cái trạng từ các bạn ha. Here. Đọc here nó ra hết thôi, giống như nhau mà các bạn ha. Rồi, bên dưới này đó hay nhầm lẫn giữa hai cái từ này. Cái từ này đó nó dùng âm a ngắn, a. Cái này người ta còn gọi đó là âm e bẹt đó các bạn, e bẹt gì đó. Tôi cũng thích từ đó lắm, không thích cái khái niệm e bẹt đó lắm. Nhưng mà nó dao động giữa âm e và âm a. E thì nó là cực e rồi, e. Ví dụ như là chữ head, head là cái đầu, đúng không? Head, head, cái đầu. Còn này là hat, là cái mũ. Hat, trong tiếng Anh đọc là thành hat luôn, là âm a hoàn toàn luôn. Còn này là giữa a và e. Hat, hat, hat. Đọc thử nè các bạn. Hat. Hat. Yeah. Cái âm hờ cũng là âm khó nhận diện. Bạn phải kê cái miệng mình gần microphone nha. Ví dụ như nếu các bạn cầm cái điện thoại đó, thì đặt cái điện thoại dạng như thế này nè các bạn. Đặt điện thoại dạng như thế này thì cái âm hờ hay là âm phờ nó mới được nói ra cho rõ. Còn nếu như á, bạn để cách xa quá, như của tôi là gần cả mét ở phía xa, thì nó sẽ khó nhận diện âm hờ lắm. Âm hờ hay là âm sờ các bạn ha. Rồi, hát là cái mũ. Còn trong khi đó, ở cái từ ho này nó dùng âm o dài. Còn này là a ngắn. A ngắn là âm bên ngoài. A. Còn này là o. Hot, 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 hot. Nghe thử nè các bạn. Heart. Hot. Còn âm này nè. Hat. 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 Đúng không? Còn này là hot. Đọc thử luôn nha. Hot. Đó các bạn. Hot. O. Hot. 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 Các bạn phải kéo dài cái âm O này một chút. Tại vì nếu không nó sẽ lọt sang cái chữ hot. 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 Hot là âm A và âm T luôn. Còn này O nó có R. Hot. Hot, hot, hot. My heart, my heart. Your heart, heart. Her heart, heart. Hay các bạn nghe heart. Còn này là hat, hat nha các bạn. Rồi, cái này là head, head là cái đầu, đúng không? Hồi nãy tôi nói rồi, head. Nghe thử nữa các bạn. Head, head, âm e và âm d. Head. Âm hờ khó nhận diện. Had. Đó các bạn ha. Hét lên một chút vậy đó nó mới nghe cái âm hờ cho rõ. Đây, cái chữ này đó các bạn là nó không phát âm chữ hờ đâu nha các bạn. Chữ hờ câm. Cho nên các bạn thấy phiên âm nè. Phiên âm không có chữ hờ có nghĩa là nó không có hờ. Nó đọc là hour. Âm ao là nguyên âm đôi và âm ờ. Hour. Hour, hour. Thì trong trường hợp này nó giống như cái từ bên dưới này nè các bạn, nó cũng là hour, hour, hour. Là khi nói từ đơn lẻ là không phân biệt được đâu các bạn nha. Đừng hỏi là phân biệt làm sao. Hour, hour thì đều là hour cả. Các bạn nghe đây. Hour, hour. Giống nhau cả ha. Cho nên là không cần phân biệt đâu mà là hour. Các bạn cũng đừng đọc là ao Ao là không phải, nó có âm ở phía sau nữa. Nghe này các bạn. Hour. Yeah. Hour. Ha, nó ở trên đây nó nhận ra cái từ này, ở dưới đây nó nhận ra từ này ha các bạn ha, là giống nhau, không phân biệt được đâu, khi nghe không phân biệt được, khi nhìn mới phân biệt được, khi vào trong câu mới phân biệt được các bạn ha. Rồi, cái đây nữa các bạn, nhiều bạn cứ cố gắng lấy cái này ra mà tập phát âm để làm chi các bạn phải nói nó trong câu chứ. Còn á, cái này mà nằm đơn lẻ bên ngoài thì khó muốn chết, là các bạn rất khó để phát âm những cái đơn lẻ mà đặc biệt là những cái viết tắt như thế này. Từ chính thức mà đôi khi mình còn khó phát âm nữa mà các bạn cứ lấy cái này ra tập âm đơn lẻ thì cực kỳ khó ha. Tuy nhiên tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn, còn cái việc mà các bạn đọc máy nó có chấm đúng hay không đó thì các bạn cũng đừng có đặt nặng lắm nha, đừng có cố. Rồi, cái này nó là âm I và âm L. Âm L là đặt cái đầu lưỡi đúng cái tip thôi, đúng cái đầu lưỡi chạm lên cái vòng miệng bên trên, đừng có chạm nguyên cái mặt lưỡi tạo thành mà là nha. Rồi I và O các bạn thấy nè, I và L, I o nè, I các bạn nghe nha, I cho nên khi nói nhanh đó người ta nói là ao nghe thành ao luôn, nhưng mà ao á cái không phải là ao ao mà nó do cái âm L mà ra. Ao I'll go there, ao I'll be there, ao I'll be there, ao cho nên nói trong câu nó mới hay. Các bạn muốn nói cái cách viết này, cái từ này thì moi cái câu mà chứa nó ra để tập ha. Giờ tôi thử đọc xem mấy nó chấm đúng không. I'll. Đó các bạn ha, tôi đọc thì may ra, còn các bạn đọc thì nó chưa chắc ha, đừng đặt nặng lắm. Ở đây cũng vậy, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn, tuy nhiên không cần thiết đọc cho máy đâu. Ở đây đó, he là các bạn thấy là y dài, he, nói rõ chữ he đi đã, he, rồi tới âm L, heel. Vậy trong trường hợp mình nói chữ heel này nè thì nó giống như là giày guốc cao đó các bạn, giày cao gót đó ha, thì nó là cái heel là cái gót đó các bạn, cái gót chân đó là heel nha. Rồi để tôi đọc thử xem nè các bạn, nhìn thấy nó viết mà bỏ cái phẩy s này đó thì nó giống như cái chữ hell là địa ngục đúng không, cho nên là Google nó dịch ở đây là bậy là đúng rồi, chữ heel là he will. Còn cái chữ hell là địa ngục, hell là không có chữ, không có dấu phẩy đây nha, nó mới là địa ngục. Rồi bây giờ mình nghe thử nè các bạn. Heel vẫn là he và l đúng không, he và o đấy. Heel tôi đọc thử xem. Heel đó, trong trường hợp đấy nó giống như cái từ heal là cái từ vá cái gì đó luôn, hay là chữa lành cái gì đó luôn các bạn ha. Heal thì trong tình huống này thông minh nhân tạo đó, công nghệ máy học của Lang Kingdom nó tự nó hiểu sang chữ này là chữ này ha các bạn ha, nó đồng âm với cái từ heel là cái gót giày nè, gót chân nè, rồi cái từ vá cái gì đó là heel cũng là heel cả, ba cái từ giống nhau thì sao mà phân biệt nổi các bạn ha. Rồi ở đây cũng vậy nè, ở đây cũng vậy, nó là we và âm o của âm l, will. Cho nên khi vào trong câu nó biến đổi các bạn ơi, vào trong câu nó biến đổi đọc là will go there, will go there, will go there, will go there, will go there. Trong câu người ta không có cố gắng đọc là will go there. Ai nhấn mạnh cái từ không quan trọng như thế nha các bạn ha, đọc là will go there, will go there. Còn đây mình đọc riêng lẻ thì đọc thành will nha, từng âm thôi, will nghe nào các bạn. Will tôi đọc thử xem có đúng hay không nha, không đúng thì thôi nha. Will nó đồng âm với cái từ này luôn, từ này là từ vô lăng hay từ bánh xe gì đó các bạn, đồng âm thì làm sao mà các bạn đọc để nó phân biệt đây được ha, trừ khi đó, thông minh nhân tạo nó định nghĩa riêng cho cái từ này có một cái kiểu âm riêng nha, thì cái từ này là đồng âm với từ này, đọc là will, phiên âm y chang vậy luôn các bạn nha. Rồi riêng cái từ này nè nha, riêng cái từ này Riêng cái từ này, it will này nè, viết tắt nè, với that will này nè, đọc theo kiểu khác, không đọc là that all nữa nha, mà là đọc cái gì? Các bạn thấy nè, it'll. Thay vì it là it rồi đúng không? It rồi viết tắt phẩy will đó là đọc là it'll, do nha. Các bạn thấy phiên âm nè, it'll. Nghe thử các bạn. It'll. It'll. It will viết tắt đọc là it'll. 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 Yeah, it'll. Rồi, cái that will mà viết tắt đó các bạn. That will nào viết tắt nè, cũng là that'll. That'll. Yeah, riêng cái it và that đó cụ thể là có cái âm tờ phía trước cái chữ will viết tắt đó thì nó đọc là do hoặc là to hết. That'll hay là it'll. Tiếng Mỹ đọc là it'll hay là that'll các bạn ha. Đọc thử nè. That'll. Yeah. It'll. It'll. Yeah. Hồi nãy tôi đọc là it'll, nó hơi kéo dài cái âm y quá cho nên nó bị sai các bạn nha, mà nó là âm y ngắn mà. It'll, cực ngắn thôi. It'll, đừng đọc là idol nha. It'll. Rồi, cái này đó, cái từ này đó các bạn, nó đang lấy phiên âm của cái từ shell là con sò rồi ha. Shell. Nhưng mà đó, nó là chữ she là âm y dài và âm l. Đúng ra là phiên âm của cái này là y dài và l đúng không? She'll. Nó giống như chữ he vậy đó các bạn. Thì ở đây là she'll. Mình đọc thử xem nha các bạn. She'll. Đó các bạn. Từ viết tắt khó đọc lắm nha. Rồi ở đây cũng vậy. Các bạn thấy nè, nó là you. Âm chữ u và âm l. You. Mình đọc thử nè các bạn. You. Yeah, u và l ha, you. Đừng có tưởng tượng là nó đọc kiểu gì khác. Chuyện chẳng qua là có bao nhiêu âm mình đọc bấy nhiêu âm mà thôi. Như vậy nè, các bạn ở khu vực phía Bắc Việt Nam đó hay đọc cái chữ giờ này nè, chữ giờ giọng miền Nam nha, đừng đọc là chữ giờ, các bạn đọc là chữ diêu, sao mà được. Chữ này, cái phiên âm này nè, khi nó đứng đầu âm á thì nó đọc là giờ, giọng miền Nam, you. Year, your. Các bạn đừng đọc là year, new year sao được, hay là chữ you hay chữ your là nó sai hết nha. Your, you, year. Đó các bạn. Rồi. Chữ này cũng vậy, bình thường nó là chữ they thêm âm l, they'll. Tôi không chắc là chữ này đọc được đâu các bạn ha, mình thử nha. They'll. Khó nhận ra lắm các bạn ha. Chữ that'll này mình đọc rồi. Chữ there will này cũng vậy. Đọc là there cộng với âm ồ thôi. They'll. Nói nghe là người ta biết liền, nhưng máy nó chấm rất khó các bạn ha. They'll. Mình đọc thử các bạn. They'll. Nó nhận không ra các bạn ha. Hoặc là cái microphone của tôi xa quá các bạn. Rồi, cái này là giống như cái it'll và that'll các bạn. Waddle. Mình nghe thử nè. Waddle. What will be. Yeah, chưa chắc là nó nhận ra đâu, tại vì mấy cái chữ viết tắt này quên nó đi các bạn ha. Rồi. Nhưng mà cách đọc là như thế, waddle. Cái từ thêm bất kỳ cái gì viết tắt mà vào cái từ trước đó thì mình chỉ cần nhìn vô phiên âm, hay là thậm chí mình lấy cái âm của cái viết tắt đó mình ghép lại với cái âm của cái từ trước đó và phát thôi. Thông thường thì nó không có biến đổi cái âm của từ trước đó đâu, chẳng qua là ghép vào mà. Cho nên là các bạn hãy làm theo cách đó, nhưng đừng có quan trọng các cái từ viết tắt. Tại vì các cái từ viết tắt mà nó nối với lại cái chủ từ phía trước đó vào trong câu, nó biến đổi thành từ khác. Tại vì khi người ta nói nhanh, người ta không có chú trọng đến những cái từ không có mang nhiều nghĩa không có mang nhiều thông tin giống như thế. Cho nên mình cũng đừng quan trọng. Mình quan trọng là các từ mang thông tin là danh từ, động từ chính, tính từ, trạng từ và phủ định, 5 loại đó đó là mình chú ý thật kỹ ở trong câu là được nha các bạn. Rồi, cái bài học hôm nay nó bao gồm khoảng 29 mục từ. Các bạn nào mà cảm thấy từ nào mà gặp khó khăn với mình, hãy comment vào trong cái mục comment nha các bạn nha. Mình còn một loạt nữa, khoảng mấy chục từ nữa. Tuy nhiên các bạn cứ để lại và tôi sắp xếp vào trong các cái danh sách tiếp theo để tôi sẽ làm. Nếu các bạn thích video này, bấm vào nút like. Bạn nào đang xem mà chưa đăng ký vào kênh, bấm vào nút subscribe hoặc là đăng ký nha các bạn. Và nhớ có cái chuông đó, các bạn phải bật cái chuông đó lên, đừng có bấm cái dấu chéo vào cái chuông, tại vì cái chuông đó sẽ thông báo cái bài học mới khi tôi upload cái bài học mới lên mỗi 7 giờ mỗi ngày nha các bạn. Thông thường là khoảng 7 giờ tối tôi upload bài học mới, các bạn nhớ đón xem. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.